Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Hòa rất là hạnh phúc khi đã hoàn thành cái cuốn sách đầu tiên của mình và giới thiệu tới các anh chị và các bạn ngày hôm nay, 10 tháng 10 năm 2020. Hòa đã mất 5 năm để mà trải nghiệm thực sự là nghiêm túc và mất 6 tháng để chắp bút viết những cái trải nghiệm của mình, những cái chia sẻ của mình, những cái bài học của mình vào cái cuốn sách Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online. Đây là một cuốn sách mà thể hiện rất rõ cái quan điểm, cái cách nhìn nhận của Hòa về tài sản, về tiền, về đầu tư một cách rất là mới mẻ ở Việt Nam. Hiện nay thì Hòa cũng đọc khá nhiều sách nhưng mà chưa được đọc những cái khái niệm mà liên quan đến tài sản dòng tiền online. Chính vì vậy mà Hòa đã rất là mạnh dạn để mà viết những cái khái niệm như vậy vào cái cuốn sách này, và cái cách nhìn nhận của mình, cách đánh giá của mình vào cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này thì rất là phù hợp với các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi, vì ở cái tuổi này Hòa cũng đã trải qua những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình và đã đúc kết được ra những cái bài học rất là quý giá để viết vào cái cuốn sách này, và hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn rất là nhiều. Cuối cùng thì Hòa xin dành lời cảm ơn tới gia đình, tới bạn bè, tới đồng nghiệp và các cái thành viên trên blog tiềncủatôi.vn đã luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ Hòa trong cái thời gian qua. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì Hòa sẽ thực hiện review và chia sẻ chi tiết hơn về cái cuốn sách này tới anh chị và các bạn. Sau đây Hòa sẽ chia sẻ chi tiết hơn cái cuốn sách Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online mà Hòa đã xây dựng. Và cái cuốn sách này sẽ có cái mã QR đấy ạ. Anh chị và các bạn có thể thấy thì đây là cái mã mà anh chị có thể quét để mà đăng nhập được vào cái trang web tiềncủatôi.vn và đọc được các cái nội dung trong cái cuốn sách này. Thì cái mục lục của cái cuốn sách sẽ như sau, gồm có 7 chương. Chương 1 sẽ là chương hiểu về tiền, chương 2 là chương hiểu về tài sản, chương 3 là hiểu về đầu tư, chương 4 là kiếm tiền ở đâu để đầu tư, chương 5 là cách thức đầu tư bền vững và hiệu quả, chương 6 là hướng dẫn thực hiện 5 kênh đầu tư tài chính tạo thu nhập thụ động online, và chương 7 là quản lý tài sản. Và đây là 7 chương mà nó rất là căn bản nhưng nó chứa đựng rất nhiều những cái trải nghiệm thực tế về những cái quan điểm và cái góc nhìn của Hòa về đầu tư, về tiền, về tài sản, về cách thức để kiếm tiền đầu tư, về cách thức đầu tư bền vững và hiệu quả, và cái trải nghiệm thực hành 5 cái kênh đầu tư mà Hòa thường xuyên thực hiện đầu tư. Thì chúng ta sẽ đi vào sơ bộ và lướt qua nhé. Đây là lời tựa, lời mở đầu này. Lời cảm ơn khá là nhiều. Chương đầu tiên hiểu về tiền nhỉ? Hòa sẽ có định nghĩa về tiền này, và tiền được sinh ra như thế nào, tiền có mất giá trị không, và kiếm tiền bằng cách nào, bao nhiêu tiền thì mới gọi là giàu. Đấy, vào cuối mỗi chương thì có cái phần tổng kết nhỉ?
Ở chương 2 thì chúng ta sẽ được hiểu về tài sản. Và Hòa sẽ có cái chuyên mục là phân biệt tài sản và tiêu sản từ cái góc nhìn của Hòa, từ cái trải nghiệm thực tế của Hòa. Và có một cái bài học rút ra rất là rõ về chi tiêu. Hòa sẽ định nghĩa cái tài sản dòng tiền như thế nào. Ở đây rất là rõ này. Hòa có chi tiết cái các loại tài sản và cách xây dựng các tài sản dòng tiền ra như thế nào này. À, đồng thời thì Hòa cũng phân biệt tiền và tài sản cho các bạn. Cuối mỗi chương có phần tổng kết và có phần bài tập cho các anh chị và các bạn. Chương 3 thì có phần hiểu về đầu tư và có phần mục tiêu đầu tư này, đầu tư không rủi ro này. Khá là dài. Và đầu tư vào đâu thì không rủi ro. Và Hòa cũng có minh họa một số các cái tình huống trong thực tế mà hiện nay quảng cáo rất là nhiều. Có một cái khái niệm cũng khá là hay, đó là lãi suất kép. Thì thực ra thì Hòa cũng minh họa rất là chi tiết đấy ạ. Tức là mình tính lãi suất kép như thế nào, rồi sức mạnh của nó. Rồi Hòa cũng lấy một cái ví dụ cụ thể để mà minh họa cho cái bài toán mà sử dụng cái sức mạnh của lãi suất kép trong đầu tư. Thì Hòa cũng nêu lên các cái khái niệm như lợi nhuận trong đầu tư này, thói quen trong đầu tư, có cái bài tập để tạo dựng sự tự tin trong đầu tư. Rồi sự nhạy cảm trong đầu tư. Và có phần tổng kết của chương. Có một cái bài tập, cái phần này khá là hay. Đây là một cái phần bài tập về đầu tư một phần bất động sản. Và Hòa thì là người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc là thẩm định và đánh giá các dự án của chủ đầu tư mà mình hợp tác. Vì vậy mà Hòa cũng tạo ra một cái bảng các cái nội dung cần mà đánh giá để mà trước khi đầu tư vào bất động sản dự án. Chương 4 thì Hòa sẽ nêu cách để kiếm tiền ở đâu để đầu tư. Rất là rõ. Thì Hòa sẽ đi từ cái góc nhìn là chi tiêu. Đi từ góc nhìn chi tiêu. Sau đó thì chúng ta có thể giảm được chi tiêu không và có thể tiết kiệm được không. Sau đó thì Hòa mới bắt đầu đi đến một cái góc nhìn tiếp theo nữa là mình sẽ thực hiện là cắt cái khoản tiền thu nhập của mình hàng tháng như thế nào để mà đầu tư. Rồi cuối cùng thì đến một cái bước là kiếm thêm thu nhập nhiều hơn như thế nào để đầu tư. Cuối mỗi bài có một cái phần phần ví dụ, phần bài tập để thực hiện. Đến với chương 5 thì đây là cái chiến lược đầu tư của Hòa khá là chi tiết, cách Hòa đang thực hiện chiến lược này để tham gia đầu tư. Ở cái chương 6, đây là một trong những cái chương mà khá là quan trọng trong cái việc mà đọc cái cuốn sách này. Khi mà các anh chị và các bạn đọc kỹ hết các cái chương từ 1 đến 5, đã hiểu rõ hết về tiền, về tài sản, về cách thức đầu tư, rồi về chiến lược đầu tư, thì đã đến cái chương 6 này chúng ta sẽ thực hành. Và thực hành đầu tư các cái hình thức đầu tư cơ bản và là hoàn toàn online. Đấy, 100% là online nhé. Thì sẽ có những cái kênh đầu tư cả nước ngoài lẫn kênh đầu tư ở Việt Nam. Và cái số tiền đầu tư khá là nhỏ thôi, từ 1 triệu đồng. Hoặc là đối với kênh đầu tư nước ngoài thì anh chị có thể học bằng cách là mở tài khoản ảo để đầu tư. Cũng không nhất thiết là cần phải bỏ tiền vào đầu tư đâu. Thì đây đều là những cái kênh đầu tư mà Hòa đánh giá cũng khá là kỹ về mặt pháp lý. Và cũng có viết chi tiết các cái rủi ro cơ bản của các cái kênh đầu tư này để anh chị có thể tham khảo. Đồng thời thì Hòa cũng viết khá là nhiều các cái chi tiết về hướng dẫn từ cái việc là mở tài khoản đến khi đầu tư như thế nào, rồi đến khi chuyển tiền ra sao, rút tiền như thế nào.
khá là chi tiết đấy ạ. Đó, rất là nhiều. Đấy, kéo mãi không hết. Cuối cùng thì đến một cái chương thứ bảy là quản lý tài sản. À, đây là một cái chương cũng khá là hay. Thực tế ra thì ở Việt Nam mình thì cũng chưa có cái đơn vị nào mà quản lý tài sản đầu tư cho nhà đầu tư được gọi là đầy đủ và trọn vẹn. Chính vì vậy mà mình cũng gợi mở và mình định hướng cho các nhà đầu tư sẽ có những cái thực hiện dần dần trong cái việc là quản lý đó. Và cuối cùng là lời kết, lời cảm ơn. Ok, vậy là Hòa đã review và chia sẻ với các anh chị rất là chi tiết về cái cuốn sách Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online. Đây là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm và những cái bài học thực tế của Hòa, và hy vọng rằng nó sẽ có ích và giúp cho anh chị có những cái kiến thức nền tảng cơ bản trước khi thực hiện các cái kênh đầu tư cho mình một cách thuận tiện nhất này, an toàn và bền vững, cũng như là đạt một cái hiệu quả là cao nhất. Hòa rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã vừa xem xong cái video chia sẻ về cái cuốn sách Bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online. Hòa sẽ thực hiện phát hành cái cuốn sách này ở trên cái trang blog tiền của tôi.vn ở cái dạng là ebook, và sắp tới thì Hòa sẽ làm một cái audio và có thể là xuất bản bằng cuốn sách bằng giấy đó. Hòa sẽ thực hiện là miễn phí với các anh chị mà đạt một số những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là nếu mà anh chị đã là thành viên VIP Premium ở trên trang đầu tư tài chính online lender.vn thì Hòa sẽ miễn phí này. Hoặc là anh chị thì có đăng ký các cái nền tảng mà thực hiện để thực hành đầu tư theo cái hướng dẫn của Hòa ở trong cái cuốn sách này. Hòa có ghi rõ các cái nền tảng mà các anh chị đăng ký đầu tư đó thì Hòa sẽ miễn phí tới các anh chị. Vậy là Hòa đã vừa chia sẻ xong đầy đủ cái cuốn sách mà đầu tiên mà Hòa đã phát hành. Hòa rất cảm ơn cả các anh chị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Hòa thực hiện cái cuốn sách này, cũng như là những cái thành viên mà luôn luôn hỗ trợ, ủng hộ và theo dõi cái blog tiền của tôi.vn. Xin chào, tạm biệt tất cả anh chị và các bạn.